xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, nhắc đến những chùm giang hồ khét tiếng, có số má, người ta thường liên tưởng ngay đến những người đàn ông bặm trợn, liều lĩnh, dưới trướng có hàng trăm đàn em, sẵn sàng hy sinh, ra vào tù trại như cơm bữa. Thế nhưng, nếu chỉ nghĩ đến vậy thì quá thiếu sót, vì bên cạnh những ông trùm giang hồ còn có những nữ quái cũng được người đời đặt danh dưng bà chùm bởi mức độ nguy hiểm cầm đầu những đường dây tội phạm siêu khủng về ma túy Buôn lậu xuyên quốc gia Điểm mặt những bà chùm giang hồ khét tiếng Bị xa lưới pháp luật Oanh Hà, chị gái bà chùm giang hồ Đất Cảng Dung Hà Nhắc đến giang hồ lừng lấy Đất Cảng Hải Phòng Cái tên Vũ Hoàng Dung Tức Dung Hà, có lẽ hiếm có ai không biết Dung là giang hồ cụm cán Thời Nam Cam, từng vào Nam mở rộng địa bàn Thế nhưng cũng chính vì lý do này Bà chùm mới phải bỏ mạng Khi tuổi đời còn quá trẻ Dung có một người chị là Vũ Hoàng Oanh Tức Oanh Hà cũng là một bài trùm có máu mặt trong giới giang hồ. Không nổi một cách vua biết mặt, chúa biết tên như Dung. Nhưng sự lặng lẽ của Oanh Hà lại là sự lặng lẽ của thân chết. Từng chứng kiến em gái mình phải gánh chịu hậu quả của cuộc chơi ân oán tàn độc. Nhưng Oanh Hà chưa khi nào có ý định dừng lại. Oanh bị bắt vào tháng 6 năm 2023 bởi cục C04 đã phối hợp cùng cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước bạn khi đang cầm đầu đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, nhóm đối tượng mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng tiêu thụ. Trong vụ án này, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131 kg ma túy các loại. Bước đầu làm rõ, các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy. Lực lượng chức năng xác định, oanh cùng với sự giúp sức của anh chồng cũ là Phạm Công Giàn và đồng bọn câu kết với một số đối tượng người Việt Nam và Campuchia để hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy về Việt Nam. Các đối tượng trong đường dây trên hầu hết đều mang lệnh truy nã. Trước đó, nhà chức trách cho biết bà Trung Oanh Hà đã có 7 tiền án tiền sự mang lệnh truy nã quốc tế Interpol. Năm 2002, Oanh xử lấy pháp luật về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị tuyên 20 năm tù. Nhưng sau này, Oanh có công phối hợp hỗ trợ cơ quan công an phá nhiều vụ án, cải tạo tốt. Nên 7 năm sau, Oanh đã được đặc xá. Năm 2011, Oanh lại bị phạt 5 năm tù cho hành vi tổ chức đánh bạc ở Bà Rịa Vũng Tàu. Tháng 7 năm 2014, vừa ra tù, Oanh Hà tiếp tục trở lại mở sòng bạc ở Lâm Đồng. Năm 2015, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Lạt xử phạt bà ta 18 tháng tù giam về tội đánh bạc. Đầu năm 2016, Oanh được ra tù. Tháng 5 năm 2018, Cục C04 phá chuyên án 128Y do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu, thu giữ 74kg ma túy, bắt 8 đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Vũ Hoàng Oanh bỏ trốn ra nước ngoài. Cục C04 ra quyết định truy nã đặc biệt Vũ Hoàng Oanh về tội mua bán trái phép chất ma túy và có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Chồng cũ của Oanh là Phạm Công Giang cũng đã bị tuyên án tử hình vào cuối tháng 8 năm 2018 về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đáng nói hơn, Giang vốn là một cán bộ ngành công an, từng được cử ra nước ngoài học tập. Sau ông ta nên duyên với Oanh Hà, khi đó mới bỏ chồng và có ba đứa con. Là chồng của bà Trùm khét tiếng, rằng nhanh chóng nhúng chàm và bị đuổi khỏi ngành công an. Bà Trùm lĩnh án trung thân vẫn điều hành đường dây ma túy. Một bà Trùm khác là Nguyễn Thị Thanh Thảo, Thảo Bầu, sinh năm 1977, ngụ quận 1, cũng đã xa lưới vào ngày 8 tháng 11 năm 2022 do cầm đầu đường dây buôn bán trái phép chất ma túy có quy mô lớn. Thảo cùng chồng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Long An. Cảnh sát thu giữ hơn 11 kg ma túy các loại. Thảo Bầu từng bị tuyên án trung thân vào năm 2019 vì tội buôn bán ma túy, nhưng được tại ngoại vì nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Lợi dụng chính sách nhân đạo này, Thảo Bầu tập hợp nhiều đàn em để lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh. Trước đó, ngày 5 tháng 1 năm 2022, sau thời gian dài xác lập chuyên án đấu tranh, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Công an quận 8 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt ra quân, tiến hành khám xét, bắt quả tang nhiều đối tượng trong đường dây ma túy của Thảo Bầu, thu giữ nhiều tăng vật. Cụ thể, bàn chuyên án Công an quận 8 đã đồng loạt kiểm tra 9 địa điểm, 6 địa điểm tại phường 14 và 3 địa điểm tại phường 15. Cùng thời điểm trên, bàn chuyên án cũng phối hợp với lực lượng địa phương tiến hành khám xét hai căn nhà của các đối tượng trong đường dây tại huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Biết mình phạm tội nên Thảo Bầu luôn trong tình trạng cảnh giác, thường xuyên quan sát xung quanh. Nhận định mình bị vây bắt, Thảo Bầu đã nhảy từ lầu cao 4m xuống nhà dân bên cạnh và lần trốn khỏi địa bàn. Bàn chuẩn án đã nhanh chóng xác định nơi trốn của Thảo Bầu tại một căn nhà ở xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, nên đã tiến hành bắt giữ. Bàn chuẩn án thu giữ tổng cộng 29 bánh heroin, khoảng 50g ketamine, 74 viên thuốc lắc, và nhiều tăng vật khác có liên quan. Điều đáng nói, cả hai vợ chồng Thảo Bầu cầm đầu trong đường dây này đều có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó, Thảo Bầu có một tiền án trung thân về tội này. Nước quái U40 Vũ Thị Diệp cầm đầu đường dây mua bán súng, vũ khí. Ngày 21 tháng 10 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt Vũ Thị Diệp sinh năm 1990 ở huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Cầm đầu đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng số lượng lớn, Diệp từng cùng chồng bị xử phạt 3 năm tù về tội mua bán trái phép vũ khí, nhưng do con nhỏ nên hoãn thi hành án. Diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ Thái Lan về Việt Nam với nhiều thủ đoạn rất liều lĩnh và tinh vi. Khám xét tại kho của Diệp, cảnh sát thu giữ 229 khẩu súng cùng 455 bình khí nén. 6 kg đạn bi sắt cùng nhiều linh kiện, phụ kiện của súng. Trước đó vào tháng 8 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã phối hợp cùng cục cảnh sát hình sự Bộ Công an khám phá thành công chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Bước đầu, ban chuyên án đã bắt giữ, khởi tố 10 đối tượng liên quan về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Công an thu giữ 84 khẩu súng, hơn 300 viên đạn, 365 ống kim loại chứa CO2, máy tiện chuyên dụng và một số thiết bị chế tạo, cải tạo các loại súng bắn đạn bi, thể thao thành súng có tính năng tương tự vũ khí quân dụng. Kết quả giám định cho thấy 11 khẩu súng là vũ khí quân dụng, 14 khẩu súng là công cụ hỗ trợ. Quá trình điều tra mở rộng, bàn chuyển án xác định đối tượng đầu trên cung cấp nguồn hàng cho các đối tượng trên là Vũ Thị Diệp. Theo tài liệu điều tra, năm 2019, Diệp bị tuyên phạt mức án 3 năm tù giam về tội mua bán trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Tuy nhiên, do Diệp đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên được cho tạm hoãn thi hành án. Trong thời gian được tại ngoại, Diệp tiếp tục móc nối với các đối tượng quen biết tổ chức mua các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó phân ra giao cho các đại lý trong toàn quốc giao bán trên mạng xã hội, thu lời bất chính hàng tỷ đồng. Ngày 15 tháng 10, trinh sát phát hiện Diệp chỉ đạo cho đồng bọn mua bán và vận chuyển 63 khẩu súng các loại cho một người tại Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đại tá Nguyễn Văn Hận, giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, chỉ đạo ban chuyên án phối hợp cục cảnh sát hình sự và công an tỉnh Bình Dương tiến hành bắt và khám xét chỗ ở của một nghi can. Thu giữ hai khẩu súng, một dao bấm và các tài liệu đồ vật có liên quan. Qua khai thác nhanh, người này khai đã được Diệp chỉ đạo nhận 3 thùng hàng, bên trong có 63 khẩu súng khám xét các kho hàng liên quan đến Diệp, cảnh sát thu giữ 229 khẩu súng, 134 khẩu kiểu súng lục M911 bắn đạn bi, 64 khẩu súng rulo, 31 khẩu súng lục bắn đạn cao su và hơi cay các loại. Tại phiên tòa ngày 18 tháng 8 năm 2023, Diệp bị tuyên án 9 năm tù về tội mua bán, vận chuyển, tàng trữ, chế tạo trái phép vũ khí quân dụng. Bà trùm buôn lậu 10 tường trong số danh sách về các bà trùm có một nhân vật đặc biệt khi không dừng đến tội phạm ma túy hay súng ống mà là buôn lậu vàng qua biên giới. Nguyễn Thị Kim Hạnh được dư luận biết đến dưới danh xưng bà trùm buôn lậu 10 tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Theo các tài liệu của cơ quan điều tra, trong vai trò người cầm đầu, 10 tường tổ chức đường dây buôn lậu ở nhiều tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long và khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2021, Cơ quan cảnh sát điều tra công an An Giang cho biết đã bắt giữ Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Trùm buôn lậu 10 tường, 52 tuổi. Đến nay, bà trùm này đã bị khởi tố tới 6 tội danh. Trong đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị cáo Hạnh tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố 10 tường về 5 tội danh, gồm buôn lậu đường cát năm 2018, vận chuyển trái phép 470.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2019, buôn lậu 51 kg vàng năm 2020, vận chuyển trái phép 200.000 đô la Mỹ qua biên giới năm 2020 và rửa tiền năm 2021. Trước đó, ngày 30 tháng 10 năm 2020, tại khu vực phường Vĩnh Hơn, thành phố Châu Đốc, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đinh Văn Đời, giám đốc công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ công an An Giang phối hợp cùng tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tiến hành khống chế, bắt giữ một nhóm đối tượng vận chuyển trái phép vàng qua biên giới. Qua kiểm định, xác định toàn bộ số vàng 4 số 9 không lẫn tạp chất, có trọng lượng 51kg, có giá trị thị trường trên 70 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng từng bước làm hé lộ người đứng sau vụ buôn lậu khủng này là 10 tường. Cùng với nhiều nguồn tin, chứng cứ khác, cơ quan cảnh sát điều tra quyết định khởi tố đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau 8 tháng lần trốn, ngày 6 tháng 7 năm 2021, 10 tường đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh An Giang bắt giữ. Những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.